Kính thưa Trinh Sư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, khi chúng ta đến với Phật Pháp thì ai cũng tin nhân quả, vì cái giáo lý nhân quả là nền tảng mà. Và ngay cả những người mà không phải đạo Phật cũng mơ hồ nhận ra rằng trong vũ trụ này có một cái điều gì đó công bằng. Ai gieo nhân gì, gặt quả nấy. Ông bà mình từ ngày xưa cứ nói đi nói lại điều đó. Nói này đời cho ăn mặn, đời con khát nước cũng là nhân quả. Gieo gió gặt bão cũng là nhân quả. Ở hiền gặp lành cũng là nhân quả. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, vậy đó, cũng là nhân quả. Trong cái nhân quả đó thì ta chia làm hai phần. Một là tội, hai là phước. Tội là khi ta làm tổn hại chúng sinh, làm đau khổ cho người khác, cái nó chất chứa trong cái dòng nghiệp của ta nó thành cái tội. Người mà có tội á, nó gửi đâu đó trong cái ngân hàng nghiệp của ta thì tới lúc nào đó ta sẽ gặp những điều xui rủi, bất hạnh, khổ đau, tai ách, bệnh tật đủ thứ. Mà nhiều khi một cái tai nạn của mình không phải là cái khổ của riêng mình mà nó khổ cả nhà mình luôn á. Ví dụ ta bị tông xe một cái, cả nhà đói luôn vậy. Rồi cả nhà chăm sóc ta là khổ sở theo luôn, thất bại hết luôn, bỏ lỡ dở hết mọi công việc của họ luôn. Tức là một cái khổ của người này nó lây lan thành cái khổ của bao nhiêu người khác. Cái tội như vậy, nói ủa sao kỳ vậy? Nói đạo Phật nói tội ai nấy chịu mà sao bây giờ không một người chịu nạn mà khổ lây bao nhiêu người? Nó là vì lý do thế này, vì lý do là ở kiếp trước á, cái người này tạo tội để nuôi những người kia. Ví dụ như đi ăn cướp lấy tiền về nuôi đồng bọn, ví dụ vậy. Thì sau này kiếp sau đầu thai, cái đồng bọn trở thành gia đình. Rồi cái người mà đi ăn cướp người ta đó bắt đầu gặp nạn. Gặp nạn thì cả gia đình nó phải lo lắng khổ sở theo luôn. Đó là cũng là công bằng hết. Nhưng cái mối liên hệ nó xa xôi, ta khó thấy. Thì ngược lại cũng vậy, cái phước cũng vậy. Nhiều khi một người hưởng phước, cả nhà, cả dòng họ sướng theo luôn. Thì một người lên chức cái thì nhiều khi cũng không cần hối lộ tham nhũng gì. Đi đâu nói là ai? Nhà tôi là em của ông chủ tịch tỉnh. Chỉ vậy thôi, thế người ta mời mình, ta tạo điều kiện cho mình, tự nhiên cả gia đình mình cũng được ăn theo, cũng được nhiều cái ưu đãi trong xã hội. Đó là cái tự nhiên. Nên phước của một người cái cũng ảnh hưởng qua làm cho bao nhiêu người khác sung sướng theo. Nó nói cái tội, cái phước như vậy. Thì hôm nay chúng ta không nói cái tội, hôm nay chúng ta nói cái phước thôi. Cái phước, những điều mà ta đã giúp cho chúng sinh, những điều mà ta đã đem lại cái sung sướng, hạnh phúc, tử tế đối với chúng sinh từ nhiều kiếp trước. Bây giờ thì nó chất lại thành cái phước ngấm ngầm trong cái ngân hàng nghiệp của ta. Thầy vừa dùng cái chữ ngân hàng, nghĩa là phước nó giấu đâu đó, chứ không phải lúc nào mà nó lộ ra liền. Giống như có người có tiền gửi ngân hàng á, thì vô nhà lục không thấy tiền, nhưng mà người đó vẫn đang có tài sản cất một nơi khác không ai thấy, đến khi cần thì mới lấy ra xài. Cái phước của ta cũng vậy, nhiều đời ta giúp người này, ta thương người kia, ta chăm sóc người nọ, ta hy sinh, ta bảo vệ đủ thứ hết, nó thành cái phước, nhưng mà không phải hưởng liền, nó giấu trong ngân hàng, gọi là ngân hàng nghiệp, giấu trong đó. Đến khi bắt đầu cái lúc chín mùi rồi, tự nhiên nó hiện ra thành bao nhiêu cái vinh quang, giàu sang, quyền quý cho ta, ta được sung sướng, được hưởng. Thì cái phước là như vậy. Nhưng mà nó có một cái khổ thế này, là cái người mà họ gửi tiền ngân hàng á, họ biết rõ họ gửi bao nhiêu, phải không ạ? Này gửi, tôi gửi ông đó 3 tỷ hoặc là 256 triệu lẻ mấy trăm ngàn, mình có con số biết rất rõ. Còn mình á, mình tạo phước những đời trước, bây giờ nó đang nằm trong ngân hàng á, nhưng mình không biết nó bao nhiêu. Cái khó của ta là ta không biết nó bao nhiêu. Và chính vì ta không biết cái phước của ta có trong ngân hàng nó bao nhiêu, nên nhiều khi ta xài bị ong. Còn cái người mà họ có tiền, họ biết con số rõ, họ canh theo mức tiền đó họ xài. Ví dụ như là họ biết trong trong ngân hàng họ có 50 triệu, thì hôm nay họ mua này 10 triệu, kia 5 triệu, 7 triệu gần tới rồi, cái thôi ngừng lại không mua nữa,
biết là biết, nhưng vẫn còn giữ được một số tiền an toàn. Nhưng mà còn mình, phước đời trước mình đã tạo ra để trong cái ngân hàng nghiệp của mình bao nhiêu mình không biết. Mà bây giờ mình sống như thế nào, mình hưởng thụ thế nào để đừng hết phước, cái này cực kỳ khó. Nên thực sự đây là bài toán nan giải của tất cả chúng ta. Và hầu hết chúng sinh bị lầm chỗ này hết. Cuộc đời của ta bỗng nhiên gặp những cái trắc trở, những cái bế tắc, những cái thất bại, chỉ bởi vì ta không biết được cái số phước của mình nằm trong ngân hàng nghiệp là bao nhiêu. Nên nhiều khi ta xài lố cái thành ra âm phước. Mà cái phước âm thì bắt đầu tính gần như là tội. Phước mà âm rồi thì bắt đầu tính tương đương là tội. Mà hễ tội thì sao? Thì đau khổ tới. Đó là như vậy. Giống như người mà đi đánh bài, cầm theo 10 triệu đánh, mà đánh lát từ từ thua sạch. Thua sạch thôi đi về thì yên chuyện, nhưng không. Bắt đầu cái khều khều nữa, anh cho tôi mượn đỡ 2 triệu tôi gỡ lại coi. Chứ kẹt quá, thua hết về chắc không? Vợ tôi nó cạo đầu khô tôi, anh cho tôi mượn đỡ. Cái kia nói giờ mượn mà nếu mà anh không có tiền trả, yên tâm mà tôi đưa anh chiếc xe, nếu mà tôi thua tôi đưa anh chiếc xe. Đó, xong rồi đó, vô cầm 2 triệu nướng sạch luôn. Cái thôi tôi bán anh chiếc xe, bán chiếc xe rồi lấy rẻ thôi, bán đánh nữa. Tức là cái máu mình cứ ham tới, mà trong khi mình không biết cái phước của mình là sao. Phước mình là không thể thắng, chỉ thua thôi, đánh bài chỉ thua thôi, không có thắng được. Nhưng mà mình cứ ham, nên mình đã âm luôn cái phước của mình. Khi âm cái phước mình rồi, thì từ một người có phước, bước ra khỏi sòng bài, mình trở thành một người có tội. Vì nợ nần tùm lum, mà nợ đã trả không được, bắt đầu thành tội. Thì sẽ có người tới gõ cửa mình đòi nợ, mà nếu mình không trả tiền, thì họ lấy đỡ cánh tay đem đi. Hẹn khi nào trả, họ đưa cánh tay ráp lại. Bắt đầu thành tội, được khổ đau tới rồi. Khổ đau tới đó, vì ta âm cái phước của mình. Thì ở đây hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau trong cái đề tài này là tùy phước mà sống. Phải tự mình đánh giá phước mình bao nhiêu mà mình sống ở trên đời này cho nó phù hợp. Sống làm sao vẫn còn dư phước để đừng rơi vào khổ đau. Vì nếu ta sống, ta xài hết cái phước của mình, ta sẽ rơi vào khổ đau, bế tắc, thất bại liền. Đây là cái quan trọng. Nhưng mà cái khó nhất, ta không biết mình có bao nhiêu phước. Khó nhất là chỗ này. Nên hôm nay ta sẽ bàn với nhau là làm sao biết được phước mình tới chỗ nào, rồi mình sống cách nào. Tại vì mình sống cứ sợ quá, phước mình nhiều khi nhiều mà mình sợ quá. Mình nói thôi bữa nay mình đi lên chùa Phật Quang lễ Phật, nghe pháp. Nó đi tiền vé xe nhiêu thôi, mỗi người mình hùng lại người 200 ngàn. Mình nói tôi sợ tôi hết phước quá, thôi tôi không dám đi, tôi ở nhà. Nhiều khi sợ quá cái thành ra cũng không làm được một duyên lành. Hoặc là nói trời hôm nay ông kia ông nghèo ghê, ông chết không có cái hòm. Giờ mình gom gom xóm mình lại, mỗi người mình đóng góp chừng 200-300 ngàn, 500 ngàn, 1 triệu mua cho ông cái hòm để ông tội nghiệp. Mình ngồi ngẫm ngẫm nói tôi sợ tôi xài hết phước rồi, thôi tôi không góp đâu, tôi cho 10 ngàn đỡ. Thử nhiều khi mình sợ quá cái mình cũng không dám chi tiêu, thành ra mình không thể sống tốt được. Nên do đó mà nếu mình biết được cái phước của mình tương đối không đến nổi, thì mình biết khi nào nên dùng, khi nào không nên dùng, khi nào xài không nên xài, khi nào chi không nên chi đó, lúc nào nên bạo tay, lúc nào nên dừng lại, thì sẽ hay hơn, cuộc đời mình sẽ an toàn, suôn sẻ, hạnh phúc hơn. Nhưng mà nó làm sao biết được? Muốn biết được mình có bao nhiêu phước thì phải đi học bói nha. Học coi bói, biết mình là biết người khác luôn nữa. Nhưng ở đây thế này là ta tùy phước mà sống thì nó gồm hai điều. Một, tự đánh giá mình phước nhiều ít cỡ nào. Hai là căn cứ vào cái số phước đó mà ta dệt những ước mơ cho cuộc đời mình, ta lên kế hoạch cho tương lai của mình tùy vào cái phước đó. Vì nếu mà ta dệt ước mơ, ta lập kế hoạch vượt khỏi cái phước thì ta thất bại. Nên có những người lại than nói đời tôi sao toàn thất bại.
Còn người kia nói dạ đời tôi luôn luôn thành công. Mình mới hỏi hai người, mình dò mặt hai người thì cũng chẳng ai hơn ai, kém ai gì cả. Hai người dòm cái tướng hai người, mắt, mũi, miệng rồi vậy thì hai người này phước cũng ngang ngang nhau. Nhưng mà sao một người luôn luôn nói là đời tôi cứ gặp thất bại, còn một người kia nói đời tôi cứ thành công. Bắt đầu mình mới phỏng vấn, xin anh cho biết là anh tại sao anh thất bại. Khi mình dòm tướng tá là cũng không có gì. Nói tôi thất bại vì sao? Bởi vì tôi không học được tiến sĩ như mơ ước. Rồi sao nữa? Tôi tính mua một chiếc xe lam để chạy mà mua không nổi. Nó xe lam rẻ mà có gì đâu. Giờ người ta cho không? Không, chiếc Lamborghini mười mấy tỷ mua không nổi. Nên đời tôi đó là một thất bại. Rồi sao nữa? Tôi yêu cô hoa hậu mà cổ không đoái hoài tới tôi. Nên tôi là một thất bại. Rồi sao nữa? Tôi muốn xây một cái biệt thự ngay cái đường mà cái khu đất đẹp nhất, nhưng mà không đủ tiền để xây, đó là cái thất bại thứ năm. Rồi cái thứ sáu nữa là sau khi không được cô hoa hậu đó yêu, tôi đã quyết định là cưới ba vợ để trả thù cái cô hoa hậu đó, nhưng mà đến bây giờ tôi vẫn ế vì không ai chịu lấy tôi. Thất bại cái thứ bảy. Ông kể ra cái đời ông thất bại quá chừng, mình thấy ngộ hay cũng lạ. Cái đầu hỏi ông thành công, nói làm sao mà anh nói đời anh sao luôn luôn thành công. Nói dạ thành công là bởi vì tôi muốn gì được nấy. Nói anh muốn cái gì? Tôi muốn tôi thi trung cấp nghề kỹ thuật cơ khí. Tôi thi đậu, tôi ra tôi làm công nhân cơ khí, tay nghề tôi rất giỏi, đó là một thành công. Rồi tôi mơ ước gì? Tôi mơ ước là ở khu phố tôi làm tổ trưởng để mà tôi phụ bảo vệ dân phố rồi. Rồi cuối cùng tôi được bầu làm cái tổ trưởng khu phố, nên tôi thêm một thành công. Rồi cái thứ ba nữa là tôi yêu cái cô đó, rồi cổ yêu lại tôi. Rồi nói cô đó như thế nào? Dạ, cổ không biết sao, xóm không ai cưới cổ hết trơn. Tại môi cổ hơi bị sứt một chút, nhưng mà cũng mới vá lại rồi, nói làm sao. Nên tôi yêu cổ, cổ yêu lại tôi liền, lập tức. Tôi vừa nói yêu em, cái em yêu anh liền. Nên tôi cưới nhau, vậy là thành công được cái thứ ba, không sao hết. Rồi cái gì nữa? Dạ, tôi mơ ước mua một chiếc xe Mercedes, tôi mua được. Nó, ủa anh mua được nguyên chiếc Mercedes? Dạ, cái này nó đời 5800 mấy đó. Cái nhà người ta không đi nữa, về tôi sửa sơ lại mình đi. Khi nào nó không chạy thì mình đứng lên mình đẩy, nó cũng được, nên coi như đời tôi cũng thành công. Vậy tức là ông này ông nói gì ông cũng thành công. Vì sao vậy? Cái mơ ước nó vừa trong cái tầm tay cái phước của ông. Và ông hạnh phúc vô cùng vì ông thành công. Nên do đó người ta thấy là hãy thành công thì ta hạnh phúc, mà thất bại thì ta đau khổ. Mà do đâu ta thành công? Là vì cái kế hoạch, cái mơ ước của ta nó nằm trong cái phước của ta hết, nó gói trong cái phước ta hết, nên mình tính là được. Còn thất bại thì ta đau khổ, mà thất bại vì đâu? Vì ta mơ ước vượt khỏi phước của mình, không bao giờ với tới được. Nên vì thế mà nếu ta án chừng được cái phước của mình, rồi ta mơ ước, ta lên kế hoạch thì ta được hết. Thì lúc đó ta rất là thành công, ta cảm thấy hạnh phúc. Mà hạnh phúc là mục tiêu chính của cuộc sống rồi, còn đòi gì nữa, phải không ạ? Rõ ràng là ta sống trên đời là để đi tìm hạnh phúc. Mà để có được hạnh phúc thì thường ta phải thành công. Mà muốn thành công thì sống vừa với cái phước của mình. Liệu cơm mà gắp mắm, tùy phước mà sống, tùy phước mà dệt ước mơ, thì tự nhiên mình cứ thành công. Mà thành công thì mình hạnh phúc, mà hạnh phúc thì sao? Thì cuộc sống này coi như ngon lành, ok rồi, đòi gì nữa, phải không ạ? Như vậy thôi. Nên do đó hãy bí quyết giữa thành công và hạnh phúc là gì? Bí quyết để sống hạnh phúc là gì? Là thành công. Mà để thành công là gì? Sống vừa với phước của mình, ngon lành. Giống như thầy hồi nhỏ, thầy ước mơ thầy sẽ là một nhà bác học, thấy không? Chế ra được chiếc dĩa bay, bay từ cái ngôi sao này bay tới ngôi sao kia. Nếu mà thầy mà ngày thầy ôm cái giấc ước mơ đó, giờ này chắc thầy phát điên vô bệnh viện tâm thần trống rồi. May là bỗng nhiên có một ngày đẹp trời, thầy gặp Phật Pháp, cái thầy thay đổi hết, buông bỏ hết tất cả mọi ước mơ tào lao của mình, và chỉ ước mơ một điều là một ẩn sĩ, một người tu hành trên non cao, trên triền suối vắng, không ai biết tới mình. Thầy chỉ mơ ước như vậy, và không ngờ thầy đạt được nha. Cũng là lạ. Lúc mà thầy lên núi đây, bên cạnh dòng suối đây,
thì mua được khu đất này thì nó ủa, té ra là ước mơ mình đã thành công rồi, được làm một nhà sư xuất gia, tìm lên núi ở ẩn ở trong khu rừng, bên cạnh có cái dòng suối mà nhìn xa xa thì thấy biển thì được luôn. Đúng là trên núi này lúc mà chưa có rừng cây á, ta nhìn ra xa ta sẽ thấy biển, biển Cần Giờ lấp lánh. Có những buổi chiều khi hoàng hôn xuống, có con khỉ, khỉ đực nó to lắm, nó có ngồi bất động nơi cái cục đá ở đầu núi, nó cứ nhìn ra biển, nó nhìn trời, nó ngồi như một thiền sư, cái cảnh đẹp vô cùng. Mình cũng không muốn khinh động, cứ chiều chiều cho nó ngồi, nó nhìn hoàng hôn như vậy, mình cũng nhìn nó thì nhìn mặt trời, mình thì nhìn nó, lòng hạnh phúc vô cùng. Nó giữa núi rừng thanh vắng, suối chảy róc rách, cái mùa nắng quá thì nó hơi cạn, nhưng có mưa thì nó lại chảy rất là đẹp. Và thầy thấy cuộc đời như thầy vậy là được rồi, bây giờ tôi ráng tu thôi, cứ lễ Phật rồi ngồi thiền, rồi thôi vậy là ok rồi, thôi đợi tu đòi nữa. Và thầy thấy thầy thành công. Thành công là ở nơi núi rừng không ai biết tới mình là ai nữa, là được rồi. Nhưng mà thầy tính đường Phật tính nẻo. Thật ra hồi về đây thầy cứ nghĩ là cái thầy nhìn địa lý phong thủy, hồi đó thầy cũng có học địa lý sơ sơ. Thầy nói khi lọt qua cái thung lũng, núi bao quanh hết, thì mình sẽ ở một nơi không ai biết tới mình. Tại cái nguyên tắc mà muốn nổi tiếng á, là ở phía trước phải rộng thênh thang, chung quanh không có gì che chắn, thì người đó danh vang xa bốn hướng. Thầy về đây núi bao quanh hết, thầy nghĩ rồi, xong. Cuộc đời mình ở đây là không còn ai biết tới, cứ lặng lẽ sống với rau rừng, nước suối qua ngày, mà tu hành thôi. Rồi chừng nào có duyên Phật sai thì mới độ chúng sinh. Thì nghĩ đơn giản, nhưng không biết sao kỳ không phải. Thì ra cái phong thủy nó cũng không đúng lắm, phong thủy địa lý nó không đúng lắm. Thầy trốn lên đây rồi cũng không trốn được, không biết sao. Nhưng mà như vậy, tức là cái mơ ước của thầy nó vừa với phước của thầy. Tức là thầy biết thầy là người không phải có phước nhiều, nên chỉ tính vừa thôi. Đó. Còn mấy thầy, mấy vị tôn túc mà đó là phước lớn đó. Mấy thầy mới ở những chùa mà thành thị nổi chứ còn thầy không dám. Như vậy. Thì ở đây vậy, cái tùy phước mà sống của ta, nó là một bí quyết để thành công hay thất bại, mà hạnh phúc hay khổ đau. Ở đây thế này, cái nguyên tắc là nếu ta sống vừa với phước của mình thì cuộc đời ta không bị suy sụp, không bị bế tắc mà được bình an. Nếu ta sống quá cái phước của mình thì không bao lâu ta bị suy sụp, bế tắc và mình không còn giá trị giữa cuộc đời nữa. Mọi người nhìn mình bắt đầu khinh bỉ, là ta hết phước rồi, thì mọi người tự nhiên họ không thích mình nữa, không hiểu tại sao và họ cũng không biết tại sao. Nói lúc trước, tôi gặp ông đó tôi nhìn tôi thấy mến mến, sao bây giờ gặp lại thấy hết mến, họ cũng không lý giải được, mình cũng không lý giải được, chỉ có một điều phước mình hết, vậy thôi, cái vô hình thôi. Khi một người hết phước rồi, khi mình xuất hiện giữa mọi người ta không quan tâm, không ưa, không thích. Còn khi mình có phước, mình vừa xuất hiện trước mặt mọi người, người ta dâng trào cảm xúc mến yêu. Đó là lý do tại sao có những người trở thành ngôi sao trong cái nghệ thuật là như vậy. Vì có một diễn viên phước họ còn, họ vừa xuất hiện trên màn ảnh là người ta thích liền và thích được gặp lại họ ở những phim khác, hoặc là bữa nay thấy họ hát, hy vọng lần sau ở một cái sân khấu khác gặp họ hát nữa, vì nhìn họ thấy mến, không biết tại sao. Hát thì cũng ọt ọt ẹt ẹt này thôi, có nhiều khi giọng cũng khào khào thấy mồ, nhưng mà giọng mặt nó thấy ưa nó vậy. Còn cái người mà không có phước á, lên bà nó hát hoài kỳ quá, kiếm người khác cho nó đỡ nhàm là biết phước mình hết rồi. Nói cái bộ công này sao kỳ, đâu cứ đóng phim hoài là biết hết phước rồi. Nên khi mình hết phước, tự nhiên mình hết giá trị giữa cuộc đời. Còn khi mình còn phước, cái sự xuất hiện mình ở đó còn được người ta trọng vọng. Nó ghê lắm, nó cái bí mật đó. Nên ráng làm sao mà giữ phước lại thì người ta còn yêu mến mình. Mà hết phước rồi, cứ cố gắng đánh bóng tên tuổi, càng đánh bóng người ta càng ghét. Cái quan trọng là cái phước mà thôi, như vậy. Nên là ta khôn ngoan, ta sống dưới cái phước của mình thì cuộc đời mình an ổn, mình dễ tu. Đó. Đã biết con người mình có hai điều dở là mình không đánh giá được phước mình nhiều hay ít. Và cái dở thứ hai, cái dở này mới ghê nè. Thích sống quá cái phước của mình. Đây là cái nhược điểm lớn của tất cả chúng sinh. Hôm nay ta nói bài này để ta trị cái bệnh này của tất cả chúng sinh.
chúng sinh có một cái nhược điểm là thích sống quá cái phước của mình. Mình nói lại một lần nữa, thì nhắc đi nhắc lại câu này một lần nữa để mọi người nhớ cái nhược điểm của mọi người mà cũng là của chính mình, là thích sống quá cái phước của mình. Ai cũng bị điều này. Giống như nãy cái câu chuyện mà ông kia mơ ước làm tiến sĩ, làm phó chủ tịch tỉnh, cưới được hoa hậu, mua chiếc Lamborghini, xây một tòa lâu đài, lúc nào cũng mơ ước sống quá cái phước của mình, nên cuối cùng ôm một mối khổ đau chỉ vì mình mơ ước tầm bậy thôi. Tất cả chúng sinh, hết 95% đều bị một cái nhược điểm là thích sống quá cái phước của mình. Hôm nay ta nói cái bài này để ta trị cái bệnh này tận gốc trong lòng mình, mà sau này mình có gặp được bạn bè, huynh đệ, gia đình, con cháu, dạy cho mọi người điều này, dạy cho mọi người tin được nhân quả, dạy cho mọi người hiểu điều tội, điều phước, và dạy cho mọi người kiềm chế lại, đừng bao giờ mà sống quá cái phước của mình, mình sẽ đi đến thất bại và khổ đau. Và bây giờ ta có một số điều đây. Thứ nhất là ta tùy phước mà ước mơ. Như nãy thì vừa nói, tùy phước của mình mà ước mơ. Khi chúng ta đi học, thầy cô dệt cho ta, dạy ta dệt những ước mơ. Nó nói, thưa cô, con lớn lên con muốn làm một bác sĩ. Cái cô giáo, được, em cứ ước mơ cho cô, ước mơ và phấn đấu, rồi một ngày em sẽ làm được. Nói, thưa thầy, em ước mơ sau này em sẽ là một sĩ quan quân đội cao cấp, cầm quân bảo vệ biên cương tổ quốc. Cái câu nói nghe đẹp quá phải không? Thầy nói, được, em phải ráng học, sau này em sẽ trở thành một vị tướng, tướng lĩnh tài ba, ha, giữ gìn, chỉ huy quân đội và giữ gìn đất nước này. Nếu mà nói trên cái lý luận, trên ước mơ nghe đẹp, nhưng nói trên nhân quả, trời, vì không biết cái phước đứa bé đó bao nhiêu mà mình đã áp đặt, khuyến khích nó một cái ước mơ lớn, nhiều khi vượt khỏi cái phước của nó, bé đó sau này nó thất bại, không phải dễ đâu. Nên ta phải tùy phước mình mà dệt những ước mơ. Mà chính ta kinh nghiệm điều này, sau này ta dạy với người khác. Ví dụ bây giờ gặp đứa bé, nó nói thế này, nói con mơ ước sau này được làm bác sĩ nổi tiếng mà trị bệnh người. Ta đừng khuyến khích câu đó, đừng có nói là ờ em ráng ước mơ, em ráng học, em sẽ được. Đừng nói câu đó, mà chỉ nói thế nào, nói con nên ước mơ như vậy đúng hơn. Nên ước mơ rằng con bất cứ làm điều gì, dù là một y tá hay là một y sĩ hoặc là một điều dưỡng, thậm chí nếu được thì cứ làm bác sĩ, nhưng con phải bắt đầu từ cái vị trí thấp nhất là một y tá điều dưỡng thôi, một thầy thuốc chân chính, một người chăm lo phục vụ cho bệnh nhân. Và nếu được làm bên cạnh hoặc làm dưới một bác sĩ giỏi để có thể phụ người bác sĩ đó mà chăm sóc chữa trị cho bệnh nhân là số 1. Nhớ, tập cho bé ước mơ như vậy thôi, ước mơ khiêm tốn như vậy đó. Vậy đó mà sau này nó làm bác sĩ không hay ạ. Nhờ cái ước mơ khiêm tốn đó, cái nó tạo thành cái phước mà sau này cái nó phấn đấu riết, không ngờ nó đậu được đại học y khoa, sau này thành bác sĩ. Còn mà nói rằng con sẽ làm bác sĩ, sau này nó thi đại học y khoa 5 lần rớt lên rớt xuống, cuối cùng phải chấp nhận làm y sĩ, thì nó lại đau khổ và mất 5 năm. Vì cái ước vọng cao làm mình tổn phước ngấm ngầm, còn ta ước vọng thấp, tự nhiên cái khiêm tốn đó làm cho ta có cái phước ngấm ngầm. Cũng như bị đứa bé nó đòi làm tướng chỉ huy quân đội, bảo vệ tổ quốc, nghe chữ bảo vệ tổ quốc thì hay, nhưng mà cái ước mơ làm tướng đó lại là một tham vọng làm hết phước. Thì ta phải khuyên bé như thế này, cái bảo vệ tổ quốc là một lý tưởng đẹp, và đứng ở vị trí nào ta cũng bảo vệ tổ quốc được, dù là một người lính thôi, là một chiến sĩ bình thường cầm tay súng với tất cả sự yêu nước, là con đã đạt được cái lý tưởng đó rồi. Không nhất thiết con phải làm lính nha, nhưng con cứ cố học để cống hiến tốt nhất vậy thôi. Mình nói câu đó mà nó nghe được, sau này coi chừng nó làm tướng thật, vì cái khiêm tốn đó làm cho nó có phước, nó vượt lên. Còn ngay từ đầu mình cứ nói con sẽ làm tướng, con sẽ làm tướng, sau này nó thi vô sĩ quan rớt liền, hoặc là sau này lên được sĩ quan rồi nào bị kỷ luật rớt xuống làm lính lại, nó đau khổ lại. Nên cái ước mơ của mình nó phải vừa với phước, và nó gói ghém trong đó sự khiêm tốn, vậy sao mà vượt lên cao được. Nên khi đối với con trẻ,
mà nó dệt cái ước mơ, mình phải nhìn tướng nó một cái, nhìn coi nó có đủ vượt lên hay không. Mà dù cho nó đủ phước, mình cũng ép cái ước mơ nó xuống thấp lại, để cho nó giữ được cái sự khiêm tốn trong lòng nó. Vậy đó mà thành công. Nó tùy phước mà ta dệt ước mơ, rồi tùy phước mà ta đón nhận sự đối xử của người. Tùy phước mà ta đón nhận sự đối xử của người. Ví dụ như thế này. Ví dụ như hôm đó có một buổi tiệc linh đình, một cái đám cưới của một cái nhà giàu, thì họ tổ chức đón tiếp khách rất là chu đáo. Khi mà khách đến, có người đến từ ngoài ngõ mở cửa xe, mời xuống, đưa xe đi cất. Rồi họ đón lấy khăn của mình, họ đưa mình khăn tay, cầm cái khay mời mình ly uống nước đầu tiên liền. Sau đó dìu đưa mình đến cái bàn ngồi xuống, mời mọc, chào hỏi rất là ân cần. Tức là khi mình giữ cái tiệc đó thì mình như ông hoàng, cái sự đối xử rất là trọng vọng. Nhưng có một người chuyên nghề đi ăn đám cưới lậu, biết đâu có đám cưới, giả vờ mặc đồ đẹp, hễ nhà trai hỏi thì nói là bên bà con nhà gái hỏi thì nói bà con nhà trai, để mà lọt vô đám cưới để được ăn uống tiệc tùng. Đưa cái bao thơ thì bao thơ trống, bì thơ dày nhưng trong không có ruột, cũng nộp vô phong bì luôn. Người ta đâu có mở ra người ta coi làm chi, nên là để mà được hưởng cái sự đối đãi, để mà ăn uống như ngon lành, sống như ông hoàng trong một giây phút nào đó. Thì cái người này là sao? Tìm cách nhận cái sự đối xử trọng vọng của người khác, nhưng mà thật sự mình không hề xứng đáng, mình không có cái phước đó. Thì sao? Chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên lúc nào đó cái phước mình nó hết, phước mình hết sạch, nó âm luôn. Gương mặt mình từ từ nó hiện ra một cái vẻ, một cái vẻ xấu, một cái vẻ gì nó kỳ lạ. Lần khác mình cũng phải, cũng nghe đó có cái tiệc đó, mình cũng ráng mặc đồ đẹp đi tới. Nhưng mà người ta nhìn mặt mình, cái bỗng nhiên có một người họ nghi liền, hỏi người này là của ai? Nó nhà trai là ai? Tìm cho ra. Nói của nhà gái là ai? Tìm cho ra. Khi phát hiện ra mình là người giả, đuổi ra một cách không thương tiếc, nhục nhã luôn. Lúc đó hết phước rồi, hết phước, gương mặt nó hiện ra một cái vẻ đáng ngờ, không ai chấp nhận mình bước vào cái môi trường trọng vọng đó nữa. Là vì sao? Vì mình đã đón nhận sự đối xử của người khác ở những lần trước, vượt khỏi cái phước của mình. Nên phước nó âm rồi, nó âm rồi, bị biến thành tội rồi. Mình là tội đồ, chứ không phải là một con người bình thường được nữa. Hoặc là quý thầy mình cũng vậy. Quý thầy mình bây giờ là có người thọ được giới tỳ kheo. Thọ giới tỳ kheo là 250 giới. Thì theo cái luật, theo được cái luật truyền dạy ở trong đạo, thì một người tỳ kheo phải được kính trọng hơn một người sa di. Rồi khi Phật tử mà vào chùa gặp một tỳ kheo thì phải hết sức là kính trọng, vì nó là luật. Nhưng mà cái người tỳ kheo này á, thực sự thì ráng để mà được thọ giới, chứ không phải là cái phước tự nhiên nó đến để thọ giới. Mà cái sự tu hành cũng không phải là tinh tấn, thời gian dành cho lễ Phật mỗi ngày không nhiều, rồi đối với các bậc tôn túc cũng chưa phải là kính trọng. Đối với huynh đệ của mình chưa có tôn trọng đỡ đần giúp đỡ, tức là phước người này ít. Nhưng mà hễ đâu mà có trai tăng cúng dường thì cứ thích đi ngồi ăn cho người ta lạy, người ta cúng dường người ta lạy mình. Mình thấy hưởng cái sự đối xử trọng vọng đó mà thấy thích thú, thì người này đã hưởng cái phước, đã hưởng cái sự đối xử trọng vọng quá cái phước của mình. Thì một thời gian sau cái phước nó hết, cái phước nó hết rồi chuyện gì xảy ra? Khi cái phước của người tu nó hết rồi thì cái điều nó xảy ra là bắt đầu trong tâm mình tự nó khởi lên chán cái đời tu, rồi hoàn tục đi ra luôn. Mà khi hoàn tục đi ra rồi, phước hết rồi, là do thời gian ở trong chùa mình hưởng hết cái sự đối xử trọng vọng của người khác rồi, hết phước rồi. Nên ra ngoài làm đâu thất bại đó, làm gì cũng không thành công. Rồi cái người vợ mà mình lúc mình còn làm thầy tu yêu thương hứa hẹn dụ dỗ mình ra khỏi chùa đó, bây giờ khinh mình ra mặt luôn, rồi bắt đầu bỏ mình đi lẳng lơ cặp người khác, rồi mình đau khổ vô cùng, cuộc đời không còn gì để sống nữa. Vì sao? Vì mình đã hưởng cái sự đối xử trọng vọng của người khác quá khỏi cái phước của mình. Nên vì vậy ta thấy những bậc chân tu họ dè dặt lắm. Nên là thấy ai chào mình
là trong lòng lúc nào cũng trân trọng, biết ơn cái sự quý trọng đó, tìm cách đáp lễ lại. Mà ai muốn lạy mình cũng rất là cẩn thận. Vì sao vậy? Biết người ta lạy mình một lạy thì đêm hồi hôm mình lạy Phật một lạy, người chạy qua người kia mất. Giờ trong đêm vắng nè, trong không có ai, mình quỳ xuống mình lễ Phật để sám hối, lễ Phật để cầu nguyện Phật gia hộ. Bây giờ mình lễ được 100 lạy, sáng hôm sau có 50 người lên họ lạy mình, một người lạy 3 cái, thành ra bao nhiêu cái? 150 cái. Vậy mình lời hay lỗ? Lỗ 50 cái. Lỗ 50 cái, tối lật đật cái lạy lại bù. Vì mỗi một cái lạy Phật tha thiết của mình chạy tuột qua cái người họ lạy mình hết. Thành thử cái người mà họ đến họ lạy ông thầy, họ lấy bao nhiêu cái phước tu hành của ông. Mà ông bởi ông tu hoài, nó cũng tu hoài sao ông tiếng, nói tiếng gì được tiếng. Rồi anh ráng tu nhiều Phật tử lại lấy hết trơn, còn gì nữa. Nói Phật tử lấy cái nào thì họ lại họ cúng cho thầy ăn, họ lạy thầy thì thầy hết phước có gì đâu. Nói trách làm sao, nói tôi tu hoài tôi không tiến, phước chạy đường đó trơn còn đâu nữa. Nên vì vậy cái người chân tu mà dè dặt trước cái sự kính trọng của người khác, rất là khiêm tốn, không bao giờ dám trường mặt ra, không bao giờ dám ngoi lên, không bao giờ muốn rằng phải được nhiều người kính trọng, cứ lúc nào cũng muốn đứng sau ngồi dưới, lúc nào cũng chỉ muốn tôn trọng mọi người, chứ không muốn là ai lúc nào cũng phải biết mình, kính trọng mình. Vì cái điều đó là mình hết phước lẹ. Phải cẩn thận dữ lắm chứ không phải là dễ. Nên tại sao có những người ta thấy ở trong đạo, ngoài đời cũng vậy, giống như cái ngôi sao rồi sớm tắt. Ta nghe thấy nổi tiếng lên một thời, cái bao nhiêu người trọng vọng, qua khỏi thời gian nó bỗng nhiên lu mờ tàn lụi. Là bởi vì sao? Bởi vì cái phước thì không phải nhiều, mà nhận cái sự kính trọng của mọi người nhiều quá. Nên vì vậy cái điều thứ hai ta dặn nhau là tùy phước mà mình đón nhận sự đối xử của người khác. Khi gặp người ta coi thường thường mình vậy chứ mình yên lòng. Vậy đó, người ta không vẻ trọng vọng mình lắm vậy chứ mà mình yên lòng. Còn người ta quá sức kính trọng coi vậy chứ phải hết sức là cẩn thận. Đó. Ngoài ra còn cái nữa, kính trọng giả bộ nữa. Đó, ngày mai sẽ nói đề tài này. Ngày mai thì sẽ giảng cái bài là bảo vệ đạo pháp trường tồn. Thì mới nói tới trường hợp có mấy người vô chùa xước mướt gì đó, nhưng mà đều là giả bộ đóng kịch cả để mà phá chùa là khác. Cái điều thứ ba nữa là ta tùy phước mà ta thể hiện cái hình thức. Tùy phước mà thể hiện hình thức nghĩa là sao? Ví dụ như là mình là một người giàu thì mình mặc đồ nó đúng với cái người giàu. Người ta nhìn vô nó biết mình là người giàu, thì như vậy là mình thể hiện cái hình thức của mình nó vừa với cái phước của mình. Hoặc là mình khôn hơn, mình giàu mà thể hiện như người nghèo. Mặc đồ, ai mặc sao mình mặc vậy, không cần phải hàng hiệu, không cần phải châu chuốt là lắm. Để nhìn vô thấy bình, ai thấy như nhau. Người ta nhìn quần áo mình, người ta đánh giá mình, người ta thấy mình thường thường. Nhờ vậy mà mình không bị tổn phước. Nên ông bà mình nói là quen thì sợ dạ, lạ thì sợ áo. Quen á thì mới biết được cái nội dung mình ai, mình giàu có cỡ nào, thông minh cỡ nào, tài giỏi cỡ nào. Nhưng mà lạ thì nhìn quần áo trước, đánh giá người đó đẳng cấp gì. Có một lần thì gặp anh Phật tử đó không vậy, anh mặc đồ hàng hiệu đẹp lắm, cái áo vest có viền, có đồ khoác, khăn đồ đúng là đại gia y trong cái phim Tàu vậy đó. Thì mới hỏi, ủa sao bữa nay anh đến đây anh mặc đồ sang quá vậy? Nó dạ hôm nay con đi công việc ngoại giao cho nên phải mặc đồ này nữa. Mấy đứa mà tiếp tân thì nó nhìn con, nó phải đón tiếp cho đàng hoàng. Tại có một lần con vô một cái khách sạn, con mặc đồ sành soàng, nó chặn con lại, nó không cho vô. Nó khách sạn này mắc lắm. Rồi con tự ái, con cự quá chừng, mà giá nào cũng ở được mà sao không được. Nên người ta cứ nhìn cái áo đánh giá. Nên nhiều khi đi công việc con phải mặc đồ cho nó sang. Thì cái mặc đồ sang á, nó thể hiện cái phước của mình. Mà nếu ví dụ mình nghèo nghèo, mình không phải giàu lắm, mà ráng kiếm một bộ cánh nào có thiệt bách để dành để đi ăn nói, để đi tiếp xúc ngoại giao, rồi coi chừng cái thể hiện của mình nó hơn cái phước của mình thật sự. Chết à. Trong lòng người ta cứ nghĩ mình giàu lắm, mình hết phước sạch luôn. Mình giàu mà để người ta nghĩ mình không giàu thì phước mình bền. Còn mình không có giàu mà làm cho người ta nghĩ mình giàu, phước mình sụp thật là nhanh. Nhớ như vậy đó, nhớ như vậy đó là điều quan trọng.
rồi thầy tu cũng vậy. Khi thầy tu mà cạo cái tóc, mặc cái áo ca sa này là mình thể hiện một cái hình thức. Hình thức gì? Điều gì mình muốn nói nơi cái hình thức ca sa, cái đầu trọc này? Khi ta cạo cái tóc này, khi ta mặc cái áo ca sa này, nó là một hình thức. Ta đang thể hiện hình thức này, thể hiện này muốn nói điều gì? Muốn nói với mọi người điều gì? Điều gì trái tim muốn nói? Muốn nói rằng ta là người đạo đức thánh thiện. Phải không ạ? Khi ta mặc cái này là ta tuyên bố với mọi người tôi là người đạo đức thánh thiện. Mà có phải thật như vậy hay không? Có phải thật hay không? Cái đạo đức bên trong ta có bằng với cái áo ta đang mặc hay không? Nếu cái đạo đức bên trong ta mà nó không bằng cái áo ta đang mặc, chết à, kiếp sau đọa làm chó làm trâu à, bị âm à. Bù lại người đó chắc chắn sẽ trở thành một người thấp hèn, thậm chí đọa luôn súc sinh, khi mà cái đạo đức bên trong mình thua cái áo mình đang mặc. Tức là mình thể hiện quá cái phước của mình. Nên vì vậy khi một người xuất gia cạo cái tóc, mặc cái áo ca sa rồi, ráng tu cho đàng hoàng, ráng cái đạo đức phải sâu thẳm, phải cao vời, nó lớn hơn cả cái áo của mình. Tức là người ta chỉ nhìn thấy mình là một thầy tu, nhưng bên trong mình phải là một ông thánh. Cái đạo đức bên trong phải cao hơn cả cái áo này thì mình mới không bị tổn phước. Nhớ như vậy. Vì vậy Phật dạy ta, nhất là những người xuất gia, đêm ngày tinh tấn là vậy. Ví dụ người ta nghĩa là có thiện tâm thương người đã là người tốt, nhưng mà người xuất gia thì không phải chỉ như đó. Người xuất gia phải yêu thương hết chúng sinh này, cả những kẻ thù của mình, yêu thương hết. Nên cái yêu thương được hết mọi loài thì cái đó nó lớn hơn cái áo này. Hoặc là cái người tốt bình thường á, là không có bỏng sẻn, dễ dàng giúp đỡ người khác, thì đó là người tốt. Nhưng mà người mặc cái áo cà sa này ở bên trong á, phải không thấy gì là của mình nữa. Ở chùa to Phật đẹp, không bao giờ nghĩ chùa này của mình. Rồi ví dụ như Phật tử có cúng mình nhiều tiền, cũng không bao giờ nghĩ một đồng nào của mình. Một là của Phật, hai là của Đàn Na Tín Thí, và chỉ sử dụng cho cái điều gì tốt đẹp nhất cho đạo, cho đời mà thôi, không bao giờ dùng gì cho mình. Thì cái đạo đức đó tương đối là lớn hơn cái áo này, thì mình trụ được lâu, mình còn phước để mà tu chứng. Chứ còn đã mặc cái áo này rồi mà cái phước bên trong mình thấp hơn cái áo này, không còn phước để tu chứng nữa. Tu đời này không đắc cái gì hết, và đời sau tuột xuống thấp hơn, thân phận thấp hèn hơn, mà coi chừng thấp quá làm súc sinh luôn. Ghê như vậy. Nên ta nhớ điều này, cái nguyên tắc của ta là cái nguyên tắc thứ ba là tùy phước mà thể hiện cái hình thức. Phước mình bao nhiêu, lúc nào mình thể hiện thấp hơn một chút. Đừng có thể hiện cao quá. Nếu như vậy thì phước mình mà bền. Cái điều thứ tư nữa là ta tùy phước mà chữa bệnh. Sống trên đời này rồi thì ai cũng phải có bệnh, sinh lão bệnh tử mà. Nhưng mà chữa bệnh thì có nhiều cách chữa. Ví dụ như là ta bị trầy ngón tay thì ta chữa bằng cách gì? Đây thầy giới thiệu một loạt cách chữa, ai thích cách nào thì dùng cách đó nha. Ví dụ người ta bị sắc gọt gì cái nó đứt nó ngang đây chút xíu, thì đây là cách chữa từ rẻ tiền nhất cho tới cao cấp nhất, thì nhớ tùy phước mình mà chữa. Cách chữa rẻ nhất, lấy miệng liếm liếm ngậm ngậm năng lát dùng nước miếng mình chữa nó. Coi vậy chứ linh lắm mà nha, ghi hết luôn. Nói thưa thầy, trong nước miếng là nhà khoa học có phân tích là mấy chục ngàn loại vi trùng. Thì đó đúng như vậy, nhờ mấy chục ngàn loại vi trùng, cho nên cái vi trùng mà nó mình vừa đứt tay nằm trong máu đó, bị cái vi trùng trong miệng mình vô nó diệt luôn. Nó rẻ tiền không tốn đồng nào. Rồi đó gì băng sơ sơ lát hết. Còn cái thứ hai là gì? Ta xức thuốc đỏ, lấy băng keo cá nhân băng lại, uống vài viên kháng sinh. À, uống đúng 3 ngày rồi nó lành từ từ tháo ra. Cách thứ hai. Cách thứ ba là gì? Cách thứ ba là vào bệnh viện đưa cho bác sĩ xem cái vết thương, nghiên cứu thử máu,
trong máu mình có đường nhiều hay loại vi trùng nào nhiều, rồi có nên là đưa cái tia laser vào để đốt cái vết thương lại cho nó mau lành đó, và băng bó, sau đó đi qua thẩm mỹ viện tái tạo ngón tay lại, xóa không còn vết sẹo nào nữa. Đó là cái cách khác. Nghe sợ chưa đó? Thì nhắm cái phước mình là dùng cách nào? Như thầy là liếm ngón tay là xong chuyện. Còn ai đi vô bệnh viện mà qua thẩm mỹ viện đó thì người đó phước lớn quá. Đó là thầy nói mới đứt ngón tay. Bây giờ mình ung thư. Ung thư là như cái án tử hình. Thấy tùy cái loại ung thư. Có những ung thư phát hiện xong 3 tháng chết liền. Có những ung thư phát hiện 3 năm chết. Mình chữa cách nào? Lật đật vô bệnh viện ung bướu. Mà nếu bác sĩ bệnh viện ung bướu nói rằng bệnh ung thư Tây y khoa học chưa chữa được, về đi, thì mình làm sao? Mình nhảy giặt lên. Nói bệnh viện sao không chịu chữa bệnh, không phải chữa, thì buộc lòng họ phải làm cái gì đó để cho mình vừa lòng. Mặc dù trong thẩm sâu họ biết chả chữa được. Ví dụ bị họ cho chiếu xạ toàn là thuốc độc, không chiếu xạ vô người thì mình không chết vì ung thư mà chết vì tia xạ, hoặc là uống hóa dược thì mình không chết vì ung thư mà chết vì cái hóa dược. Nhưng mà nếu không có chiếu xạ, không có uống hóa dược thì mình trách bác sĩ sao không chịu chữa. Nhưng mà chữa thực sự không có cách. Mổ rồi nó di căn lẹ hơn lúc chưa mổ. Rồi hoặc là nói Việt Nam chữa không được, tôi qua Singapore đổ biết bao nhiêu tỷ qua chữa cũng không được. Nó Singapore dở qua Mỹ, nó chữa cũng không được. Biết bao nhiêu người ung thư qua Mỹ chữa xong chết ngắt á. Bởi đó là không biết tùy phước mà chữa bệnh. Còn ví dụ phước mình không phải đủ như vậy mà chữa theo kiểu đó, bán hết nhà mình thì sẽ chết, nhưng tất cả gia đình mình đi ăn mày luôn, vợ con còn lại đi ăn mày luôn vì hết tiền, hết tài sản. Nên phải biết tùy phước mà chữa bệnh là sao? Chữa cái nào rẻ mà hiệu quả. Nó có cách nào rẻ mà hiệu quả? Có phước chữa. Thứ nhất, lạy Phật sám hối giùm thầy. Tha thiết lạy Phật sám hối. Rồi sau đó đi tìm ông thầy thuốc chữa bằng thảo dược, thuốc nam. Vậy đó mà có khi hết bệnh. Vì sao? Vì cái thứ nhất là ta sám hối. Bệnh là do nghiệp. Sám hối trước cái cho chắc ăn cái đã. Chữa gì chữa cũng phải lạy Phật sám hối cầu nguyện cái đã. Rồi thứ hai, mình chữa bằng phương pháp thiên nhiên. Cái thiên nhiên nghĩa là gì? Là cây cỏ, củ rễ. Còn có hóa dược là gì? Là cái thuốc nó bào chế trong phòng thí nghiệm. Hai cái đó nó khác nhau ra sao? Khác nhau thế này. Cái chất hóa học ở trong phòng thí nghiệm á, cái công thức nó đơn giản. Còn cái cây cỏ lá này đó, cái công thức hóa học của nó cực kỳ phức tạp. Nó là những chất đa phân tử. Mà những chất đa phân tử nó phù hợp với cơ thể mình. Cơ thể sinh học của mình cũng là những chất đa phân tử. Cho nên cái đa phân tử của cây cỏ nó phù hợp với cái đa phân tử cấu tạo của cơ thể mình, nên nó dễ tương thích và làm lành bệnh. Còn cái chất hóa dược ở trong phòng thí nghiệm, một cái công thức hóa học của nó có vài chất đơn sơ, những cái nối phân tử nó rất là đơn giản, không có tương thích được với cơ thể mình, nó kéo cơ thể mình suy sụp theo. Nên nhớ như vậy. Nên vì vậy là phải tùy phước mà chữa bệnh mình. Là cái thứ tư. Cái thứ ba là tùy phước mà nhận chức vụ. Ví dụ như mình thích cái chức chủ tịch đó quá, chủ tịch xã đó quá, mình thích thì kệ mình, nhưng phải coi cái phước mình có tới hay không. Mà nếu cái phước không tới, đừng nghĩ tới điều đó. Và đôi khi người ta bầu mình, có khi mình cũng từ chối luôn, vì mình biết mình lên rắc rối á. Phước không đủ, cái xã mình nó loạn. Nhớ cái đó nó ghê như vậy. Như hồi xưa vậy, lúc đời vua Lê thì nhà Lê không còn nắm quyền nữa, mà quyền hành đã lọt vào tay chúa Trịnh hết rồi. Thì năm đó là khi mà vua Lê chết thì đến đời con lên, thì chúa Trịnh định là dẹp vua Lê luôn, nắm lên làm vua luôn. Nhưng mà có một cái nhà quân sư hiến kế, nói đừng, để cho cái ông cháu đó đó, ông Lê gì thì cũng quên tên, mà lên làm Lê Hiển Tôn đó, ông đó có đức, ông lên vậy chứ mà sẽ yên. Yên hơn là anh dẹp nhà Lê, anh nắm quyền qua để nhà Trịnh lên làm vua luôn, coi vậy cho bất an. Cái chúa Trịnh mới nghe, đưa lên làm vua, vua Lê Hiển Tông. Mà đúng, ông lên rồi đất nước bỗng nhiên bình yên, mùa màng nó tươi tốt, chuyện giặc giả rồi nó cũng lắng dịu xuống. Cho đến sau này khi mà nhà Tây Sơn nổi lên đánh tan hết cả chúa Nguyễn, chúa Trịnh,
và cũng nhường quyền cho vua Lê Hiển Tông không dám giành ngôi vua lúc mà vua Quang Trung nổi lên. Tại vì ông Lê Hiển Tông cũng có cái phước gì á, và tự nhiên là đất nước được yên bình. Thì cũng vậy, ví dụ như ông chủ tịch huyện, ông chủ tịch xã, ông chủ tịch tỉnh mà có cái phước á, ông lên nắm á, tự nhiên cái khu vực đó nó bình yên theo. Là như vậy, mình phải nhắm là mình có cái đức đó hay không. Mình không có cái đức đó, mình mà lên đứng đầu, tự nhiên dưới mình loạn, nó loạn cách tự nhiên. Chứ không phải là mình bất tài, cũng không phải là mình dở, không phải mình quậy, mà tự nó loạn vì mình không đủ phước. Còn cái người họ có phước, họ đứng ở cái ngôi đầu, tự nhiên phía dưới im phăng phắc đó. Là cái phước lạ như vậy, nên ta phải tùy phước mình mà nhận chức, đừng có ham. Cái nữa là ta tùy phước mà ngồi thiền. Nói ủa, ngồi thiền mà cũng tùy phước à? Nói đúng như vậy. Ngồi lâu, ngồi mau là do phước, đừng khờ dại mà ép. Nói dạ, con thấy ông đó ngồi được 4 tiếng đồng hồ, con ráng phấn đấu, con tinh tấn, con nỗ lực để con ngồi được 4 tiếng cho bằng huynh đệ. Nói trật, ông ngồi được 4 tiếng vì cái phước ông ngồi được 4 tiếng. Còn cái phước của em 45 phút, ráng làm ơn ngồi 45 phút. Nhưng cái quan trọng trong đời sống, giữ chánh niệm, sống cho tốt, biết tạo phước, biết yêu thương, biết hy sinh, biết giúp đỡ. Vậy đó mình tu bền, tu hoài, tới hoài. Còn người ta 4 tiếng, ngồi được 4 tiếng đồng hồ, kệ cái phước người ta. Mình tán thán, mình ủng hộ, nhưng đừng có đua đòi, đừng có hơn thua, chạy theo. Mình ngồi ít, cứ ngồi ít, nhưng mà trong đời sống mình biết giữ chánh niệm, biết tạo phước, đi rất là bền. Còn cứ cố gắng ngồi cho lâu, cho lâu, cho lâu để được bằng 4 tiếng, mà em muốn gãy bỏ, không tu được, không bắt chân lên được luôn. Tâm loạn cào cào, không bắt chân lên ngồi thiền được giờ nào nữa. Là vì mình cứ hơn thua, ganh đua, dành cho được cái 4 tiếng giống người ta, để được cái tiếng giống người ta, không ngồi được nữa. Mình phước bao nhiêu, ngồi bấy nhiêu. Nhưng phải cố gắng hơn một chút để luyện ý chí. Tại vì ngồi lúc đó nó đầu đau chân, nó tê chân, nó mỏi, người nào phải phấn đấu, phải ráng. Chứ ngồi mới 15 phút, nó xả ra, nói sao vậy con? Nói con phước con có 15 mà thôi thầy thông cảm. Thì cái đó không phải là ít phước, mà cái đó là làm biếng nha. Cái đó là làm biếng, ngồi hơi tê tê buồn ngủ, buông ra ngủ cái vèo. Nói dạ, hỏi sao mới ngồi mà xả ngủ? Nói dạ, bữa hôm trước con nghe sư phụ dạy là phước nhiêu ngồi như đó. Phước con có 15 phút nên thầy thông cảm cho con xả rồi con đi ngủ. Cái đó là đánh đòn à, cái đó là lười nhác nha, rồi giải đãi rồi ngụy biện. Cho nên mình hết sức cố gắng chiến thắng lại cái buồn ngủ, chiến thắng cái đau, chiến thắng cái tê. Nhưng đừng quá sức, đừng có cái đua đòi. Bây giờ mình nhớ như vậy. Rồi cái quốc gia cũng vậy, quốc gia cũng vậy, tùy phước mà sống. Có những quốc gia sống hơn cái phước của mình, sau này nợ chịu sụp đổ cả tài chánh quốc gia luôn. Mà mấy cái quốc gia phương Tây là hay bị cái đó lắm. Tại mấy cái ông mà quốc hội đó, khi mà ra ứng cử vào nghị sĩ, lúc nào cũng hứa với dân: tôi sẽ xây cái trường đại học tốt nhất thế giới cho dân ta, tôi sẽ mở cái con đường ở đây cho dân đi cho dễ, tôi sẽ xây dựng cái bệnh viện miễn phí cho dân, tôi sẽ mở công viên chỗ này, tôi sẽ trợ cấp người kia thế kia. Hứa quá chừng hứa, dân khoái bầu lên phải ráng làm, mà tiền không có, ngân sách không có, dân đóng thuế không đủ để làm những cái điều mình hứa. Thì làm cách nào? Đi mượn, đi vay của thế giới, đi vay của nước khác về để thực hiện những chương trình công ích cho dân. Nhưng đâu có biết rằng đó là ép dân sống hơn cái phước của họ. Vì cái chức nghị sĩ của mình, vì để lấy cái uy tín cho cái chức nghị sĩ của mình, nên hứa cao hơn cái phước của dân. Khi lên đắc cử rồi, tìm mọi cách để vay mượn, để thực hiện được lời hứa, tức là ép dân sống sướng hơn cái phước của họ. Cuối cùng sao? Cả quốc gia sụp đổ về tài chánh luôn, nợ nần tràn ngập không trả nổi nữa luôn. Mà bây giờ, nói thôi bây giờ tới lúc thắt lưng buộc bụng, sống nghèo lại, dân nổi loạn, dân không chịu, nói tôi phải sống sướng à. Vì sao? Vì cả người dân nó không biết luật nhân quả, cả cái ông nghị sĩ đó cũng không biết luật nhân quả. Nên thầy mà nghe ví dụ như có nhiều công trình phục vụ dân sinh thầy cũng mừng. Nhưng mà hễ nếu nghe nói mà bây giờ dân ta tiết kiệm lại, thắt lưng buộc bụng lại, thầy mừng hơn. Sống nghèo nghèo vậy chứ mà mừng hơn. Như ta thấy một con đường nhựa mở ra thì đời sống dân sẽ lên cao. Cái điều đó công ích, nhưng mà
Nhiều khi con đường nó băng qua một cái xóm nhà có 2-3 cái, mà con đường nhựa rất là đẹp đi qua, ít xe đi qua lại, thì thấy thì rất là lo. Tại vì chỉ có 2-3 căn nhà mà được hưởng cái đường nhựa đẹp quá, người ta hết phước. Ví dụ như cái con đường mà làm lên trên núi mình đấy quý vị, nhờ cái con đường này mà núi mình rất là đẹp. Nhưng mà phục vụ được bao nhiêu người? Không bao nhiêu, tại trên này chưa có công trình gì cả. Chừng nào mà có những công trình gì tiện ích đó, đông người thì con đường này nó sẽ tạo thành cái phước của mọi người. Nhưng mà nếu chưa có thì không thành phước. Nhưng may mắn là có chùa Phật Quang, có nhiều Phật tử về đây đem làm lễ, nên cũng đền đáp được cái là để sử dụng được cái con đường này, con đường trên núi này đó. Nên cũng an ủi cho những người công nhân bỏ công ra để làm cái con đường này. Thế còn không, một mình chùa Phật Quang mà đi con đường rộng thênh thang thì chùa mình cũng hết phước sập luôn. Nên bị cái quốc gia cũng bị, nên nó sợ nhất là mấy ông mà lên hứa sẽ sống cho dân sướng thì cũng thích. Nói cái người lãnh đạo tốt là gì? Nói về nếu mà nhân dân bầu tôi lên làm vua thì tôi sẽ là xây dựng đất nước này thành một đất nước đạo đức. Xây dựng đất nước này thành một đất nước đạo đức, giúp cho mọi người sống đạo đức, tử tế, yêu thương. Thì đó là ông, đó là ông, ông là lời hứa, đó là lời hứa chuẩn xác nhất, chân chính nhất, vĩ đại nhất. Còn cái ông nào mà lên hứa tôi sẽ làm cho dân sướng, cái ông đó là hại dân. Hại dân, bị ép dân sống quá cái phước của mình. Nhớ vì sao? Vì sự thật dân đóng thuế đâu có đủ. Tiền thuế thu nhập vào thật ra không bao nhiêu, mà người ta còn trốn thuế lên, trốn thuế xuống. Mà tiền thuế không đủ mà đầu tư cái này, đầu tư cái kia, đất nước có bị quá cái phước của mình, rất là nguy hiểm. Nên ta nhớ là cái tùy phước mà sống, nó cả trên bình diện của cá nhân mà cũng trên bình diện của cả quốc gia. Ta nhắc lại một điều như thế là nếu mà phước ta mà bị âm, ta đã sống quá cái phước của mình, thì nhớ ngạ quỷ xuất sinh hiện ra, chết ta làm quỷ đói, ma đói. Nó quỷ đói là gì? Quỷ đói thì không phải đâu, tức là những cái vong linh vất vưởng lang thang ngoài đường, đầu đường, xó chợ, ngoài các bờ cây, bụi cỏ, sống không ai cho ăn, đói lên đói xuống. Lâu lâu mà ai mà để quên thức ăn là lại ăn lén của người ta không cúng mà lại ăn lén, cái đó nhiều lắm á. Như có cái bà Phật tử vậy, bà lâu lâu bà than, bà nói làm bánh, làm mứt thì chứ nó bí mật và có tâm linh gì bà không hiểu được. Như bà lên bà ăn bánh tét của chùa làm, bà khen ngon, rồi bà mới nói là thế này, bà cũng là chuyên làm bánh tét. Một năm như vậy tới mùa bà cung cấp cả mấy chục ngàn cái bánh tét cho khắp nơi. Nhưng mà cái nấu bánh của bà nó có cái tâm linh gì bí mật, khi được khi mất. Ví dụ như bà có cái cách để làm cái nhân để một tháng không thiêu, nên không phải bỏ hóa chất. Nhưng mà mình nấu kỹ cách nào đó, khi gói vào bánh rồi thì cái bánh nó một tháng không thiêu. Đó là bí quyết gia truyền mà không có hóa chất độc hại. Nhưng mà có khi bà mới xào nhân để đó, quay đi tiếng hồ sau quay lại thiêu hết luôn. Là vì sao? Hỏi thầy, thầy nói vì cái vong đói, ma đói vô nó ăn cái nhân nó rồi. Nói tại sao? Tại bà không chịu cúng thí thực mỗi ngày. Còn chùa mình làm bánh ngon là vì sao? Vì ngày nào mình cũng cúng thí thực đàng hoàng. Nghĩa là chùa chiều nào mình cũng cúng thí thực, kêu hết các vong rừng núi mình về đó ăn. Nên tới khi mà mình nấu bếp, mình làm bánh làm rồi để đãi Phật tử ngày Tết lên ăn, thì vong họ không có vô, họ ăn bậy bạ nữa. Nên nhờ vậy bánh không bị thiêu vội vàng. Nó cái người mà sống quá cái phước của mình đã chết làm cái vong đói, rồi chờ ăn lén của người ta, làm cái đồ ăn của người ta bị thiêu, là do mình sống quá cái phước của mình, là ngạ quỷ xúc sinh hiện ra. Còn nếu mình sống làm sao mà phước mình không bị âm, phước còn, mình sẽ trở lại cõi người. Nhưng mà là cõi người cũng vất vả, cũng phải làm lụng người nọ, bị phước còn vừa vừa đủ thôi. Còn nếu mình sống làm sao mà phước quá dư, tức là cứ lo làm phước mà hưởng thì rất ít, thì người đó làm sao? Có hai đường hiện ra. Một, lên cõi trời. Hai, tu chứng làm thánh luôn, tu đắc đạo luôn. Nên ta phải làm phước rất nhiều mà sống thì rất là khiêm cung, kín đáo, tiết kiệm. Mà cứ lo làm phước hoài thì nó chết. Một là sinh linh cõi trời, hai nếu tu hành thì sẽ đắc đạo. Nhớ như vậy nhớ không? Rồi một cái cuối cùng nữa là gì? Ta tùy phước mà làm phước. Tùy phước mà làm phước nghĩa là sao? Có người nói thế này, nói thưa thầy, con thấy chùa thầy nghèo,
chưa cất được cái chánh điện, nên con phát tâm là sẽ cúng tiền cho thầy để thầy cất lại chánh điện. Thì dòm cái tướng người này cũng nghèo, mà sao ông nói ghê quá, ông nói cái chuyện mà tới phát tâm mà cúng dường để xây chùa ghê quá, mà dòm tướng ông thấy không có tiền. Ông nói vậy tiền ở đâu? Nó dạ con mua vé số mà đều mua hoài chưa trúng. Thì nói thôi đúng rồi, có phước đâu mà làm phước, cho nên thực sự ta muốn làm phước ta cũng phải có phước, nên có phước mới làm phước, và tùy phước của ta mà làm phước. Bây giờ như có tức cười lắm, như có trường hợp có cô đó, cô ngồi bán ở chợ, thì người ta tới người ta quyên tiền để mà cúng cái chùa gì đó, không biết cái chuyện gì, mà cô lúc đó bữa đó cô bán ế, cô cũng không có tiền, không phải vốn nhiều, nhưng mà muốn làm phước quá, cái đi chạy kia là chị cho em mượn 50 triệu em phát tâm cúng cho cái chùa đó xây. Bà kia cho mượn 50 triệu cúng cho cái chùa đó, mà không biết ông đó ông đem về ông xây chùa thật hay không, hay ông bỏ tiền ngân hàng, hay ông làm gì mình không biết. Cô này vẫn tiếp tục bán ế, bán không đắt, không có tiền để trả lại cái món nợ, trốn chợ đi mất luôn, tới bây giờ không tìm nó được. Chỉ vì sao? Vì làm phước quá cái phước của mình. Nên ta nhớ phải tùy phước mình mà làm phước. Phước ít mình làm phước ít, đừng vói tay làm phước nhiều rồi đổ nợ. Nhớ như vậy. Nên hôm nay ta nói với nhau cái bài là tùy phước mà sống trên nhiều phương diện, nhiều lĩnh vực. Phải làm sao tự biết mình phước nhiều ít để mà có kế hoạch, mà xử lý, mà sống cho thích hợp, thì cuộc đời ta nó an ổn, thành công, tu hành tiến bộ, và cuối cùng là hạnh phúc nha. Rồi chịu chưa? Thì cảm ơn quý thầy đã lắng nghe, cảm ơn quý Phật tử đã lắng nghe nha. Ta nghe bài này ta nắm kỹ về, mình thuyết pháp lại cho bà con mình nghe để mà làm phước. Nhưng mà nhớ tùy phước mà thuyết pháp. Mình gặp cái người họ đang hầm hầm, họ ghét mình mà lại đây tôi giảng cho nghe, là coi chừng mình phải đi làm răng lại nha. Nhưng phải tùy phước mà thuyết pháp, phải thấy cái người đó có duyên, có phước với mình mới nói cái bài pháp này lại cho người ta nghe nha. Vậy nha. Rồi cảm ơn vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.